Lớp nữ diễn viên hoa ngữ diễn tốt nhất 2023, Lệ Dĩnh vẫn phải chịu cảnh xếp sau mỹ nhân này. Chị Lệ Dĩnh để vượt mất danh hiệu mỹ nhân diễn tốt nhất xin biết trong năm 2023. Những năm gần đây màn ảnh xứ trung đón nhận sự xuất hiện nở rộ của những nàng tiểu hoa đàn trẻ trung xinh đẹp, diễn xuất ổn định. Sự xuất hiện của những cái tên như Trịnh Sảng, Tổng Thiến, Cổ Lực Na Chát, Địch Nệ Nhiệt Ba đã tạo nhiều màu sắc mới mẻ cho điện ảnh Trung Quốc. Tuy nhiên nếu bàn đến diễn xuất ấn tượng bậc nhất, không thể không nhắc tới những gương mặt như xương Tử, Triệu Lệ Dĩnh hay Bạch Lộc. Top 1 Dương Tử Không thể phủ nhận rằng Dương Tử là nữ trình xuất sắc nhất màn ảnh hoa ngữ trong năm 2023, khi những gì cô thể hiện trong vai văn tiểu lục của trường tương tư đã đập tan nhiều định kiến về thế hệ tiểu hoa 9X. Từ việc giả cha chịu lăn xả, bao lết đến diễn xuất sâu sắc trong các cảnh bi thương giúp khán giả, lấy lại hảo cảm về nữ diễn viên từng bị chê diễn đơn này. Thậm chí màn thể hiện ấn tượng trong trường tương tư còn giúp cô vươn lên trở thành nữ diễn viên, có chỉ số nhiệt độ viên ninh kết cao nhất 2023. Top 2 Triệu Lợi Dĩnh và Bạch Lộc có thể nói trong vài năm qua hiểm ai nghĩ rằng sẽ có một ngày Triệu Lợi Dĩnh lại có thể thành công với bộ phim chính kịch như Gió Thổi Bán Hạ. Thành công của phim cho thấy cô đã đi đứng định hướng cho sự nghiệp của mình ở tuổi 30 năm. Với vai diễn hửa bán hạ mới đây, diễn xuất của Lệ Dĩnh được đánh giá vượt trên một tầm cao mới so với các đồng nghiệp cùng trang nứa. Sự tỉ mỉ không ngại hóa thân của Lệ Dĩnh đã giúp cho tất cả các vai diễn của cô nàng đều mang một màu sắc riêng khó mà thay thế. Trong khi đó Bạch Lộc đang là cái tên hot nhất nhìn màn ảnh hoa ngữ. Lý do là bởi cô nàng có tận hai bộ phim lên sóng dị ái vi doanh và ninh an như mộng, mặc dù khả năng diễn xuất còn nhiều hạn chế, lại được đánh giá phù hợp với các tác phẩm cổ trang hơn, nhưng Bạch Lộc vẫn cho thấy bản thân là một đối thủ đáng gờm. Bên cạnh Dương Tử Lệ Dĩnh Bạch Lộc, màn ảnh hoa ngữ năm 2023 còn có không ít những mỹ nhân có diễn xuất đốt, có thể kể tới như Dương Mịch, Địch Đệ Nhật Ba hay Ngu Thứ Hân.